Chị nóng chứ đúng rồi. Thích chưa? Thích dữ chưa? Rồi, hết hết rồi. Hết hết rồi hả? Đến lúc này là hơi đuối rồi. Giống như chạy deadline luôn phải không? Deadline của ai đó là từ từ mình chiến mình á. Ừ, từ mình chiến mình. Là miếng xíu vậy hả? Không, nó dài lên tới kia lần đó, nó dài lên tới gọng cái đèn đó đó. Nó tầm khoảng chừng cây số à, tại vì ở trong cái giới thiệu của em là có 50 quầy mà. Đúng rồi. Rồi hết 50. 50 quầy thì em nghĩ là có một nhóm một với nhiêu. Yeah. Nhà qua anh đi ở đây là tụi này chưa mở cửa luôn rồi. Cái này nó làm khác với bên tụi Cần Thơ quá trời. Thì anh nói cái này là nó đem là hộ kinh doanh, nó thuê ra để nó kinh doanh luôn, nó làm luôn. Nên nó làm rất là đẹp, nó làm rất là đẹp, rất là chỉnh chu, anh thấy không? Nem chả đồ này kia, tất cả trái đồ nó làm rất là ok nha. Anh thích cái mô hình những kiểu này hơn là cái loại hồi bánh là vô chỉ có bánh thôi. Em đó nhìn đi bánh nhân gian nãy giờ em thấy có cái chỗ nào mà nó bán bánh trong cái chỗ này nè. Hết chạy qua cái chỗ đó luôn mấy em. Cái chỗ này em chờ đi, được có nó lên đèn giống em qua chờ em á. Rồi gọi lấy cái chỗ đi. Thì cái quay cho anh đẹp. Hồi qua anh đi giờ này không có người luôn. Giờ người ta biết rồi nè nên ta đi sớm nè. Tụi mới đi bộ từ đây qua bên kia hay đuối à. Ờ mấy nhỏ nó đi bộ có lại tao đâu mà. Sao anh vô tắp vô không? Đi qua luôn đi kiếm mắt quên hồi nó quay lại. Nó quá thôi con ngồi đằng kia. Ngồi đằng giữa để lấy cái này đi. Nói gì em ngồi em giữ đồ giùm anh nó chạy vô mua mớ đồ ra. Đây cứ giờ đâu khen ngồi đây đi đúng lần này không biết mưa tay xanh xà đào nó phải ngu đúng không ở đây đừng đúng không từ quận từ đó cái quầy chứ cái này chung luôn hả? Thì đó, cái menu ra là đại tại dư á. À. Đây có mình em đứng thôi mình. Rồi ok. Đứng đánh cái gì trên đó kìa. Sushi, phụ liệu. Dạ, phụ liệu ạ. Món đặc biệt. Đó, đây là sầu thân nó. Phân, cái này. Ngon à, sao đây là trong dạ cho em bánh này hay bánh này đúng rồi tao xài cái thầy là bằng phân chuối phân đá nó to chứ họ thật ra gì à đó nó sao rồi hỏi là nó không có sạc tiền chi mà chân gà này giá sao em? Dạ, 1.60 à? Cái này có cần phải nướng lại. Dạ nướng lại còn bộ làm lời nóng hết kìa. Lo rồi. Hai lựa đó chị ơi. Là mua xiên ăn tự. Lựa đi em làm cho chị. Hay là dựng nhá. Có xe lắm bên kia rồi. Nó làm một. Hai khác nhau. Cái này với này là khác nhau ha. Dạ khác nhau, cái này đồ nướng. Cái này là tóc thái. À, lấy một cái đào nữa rồi. Đi tiếng sao về thì giọng em mới nãy luôn đó. Cái giọng em nãy được rồi.
Ngày qua công anh về này quá. Ừ. Khi nó ra cà xe là công an lắp. Ừ, nghe từ thôi chứ em phải có 30 bé rớt à, má em tu lại cánh giật hình á. Và nhanh tí cũng được sao, đừng có chọc qua, đừng có nhanh quá, bé về tu hình giật không à. Đó, đổi được mấy màu, cái chỗ này đổi màu lẹ lẹ mày. Trời, nó phải tao chạy, nó đổi tới cái gì luôn á. Ờ, xanh đỏ luôn rồi. Ồ, quái. Còn rõ mà. Tài sản của quý vị, mời quý vị tham gia các hoạt động tại nơi đây.